Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở phần từ bài số 1 cho tới bài số 7 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở hai bài coi như là cuối cùng của cái bộ sách Toán 10 chân trời sáng tạo ha. Thì thầy cũng hy vọng chúng ta sau khi học tất cả clip của thầy thì chúng ta sẽ có một kết quả thi học kỳ 2 thật là tốt, và thầy cũng sẽ ra các cái đề thi để ôn tập và để mà hướng dẫn các em tham khảo và để chúng ta làm để được kết quả tốt các em nha. Và thầy cũng chúc cho các em luôn luôn thành công, sức khỏe và thành đạt, và hy vọng lên lớp 11 thì thầy trò chúng ta cũng sẽ gặp lại ở cái toán 11 của cái bộ chân trời sáng tạo. Tùy theo các em muốn học bộ nào thì thầy trong kênh của thầy đều có hết, cả ba bộ kết nối chân trời và sáng và cánh diều nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang là cái bài số 8 em, bài số 8. Ở đây cái đề bài người ta yêu cầu như đây. Lớp 10A có 20 bạn nữ. Lớp 10A này. Ở đây tổng cộng đây là 20 nữ này. Và ở đây là 25 nam. Nghĩa là tổng số học sinh, sĩ số học sinh đây là bao nhiêu này? Sĩ số học sinh ở đây sẽ là 45 đúng không? Nghĩa là chúng ta cộng lại đây nam nữ là 45 này. Lớp 10B có 24 bạn nữ và 21 bạn nam. 10B này. Ở đây là 21 24 nữ, nữ trước ha. Và ở đây là 21 nam. Được chưa? Chọn ngẫu nhiên. Như vậy cái lớp này tổng cộng của chúng ta cộng lại cũng sẽ bao nhiêu bạn? Ở đây tổng cộng lại là 45 bạn đúng không? 45. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi lớp ra hai bạn. Như vậy thì ở đây chọn ra hai bạn. Ở đây chúng ta chọn là hai bạn. Đây. Từ 45 bạn này chúng ta chọn ra hai bạn để đi tập văn nghệ. Tính xác suất. Như vậy bây giờ chúng ta tính không gian mẫu trước. Trong 45 bạn của lớp 10A này, nghĩa là tổng cộng đây là 4 bạn. 4 bạn thì hai bạn của lớp 10A và hai bạn của lớp 10B. Như vậy lớp 10A hai bạn trong 45 bạn thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 45. Lớp 10B cũng chọn hai bạn, như vậy nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 45. Như vậy đây là hai cái hành động xảy ra một cách liên tiếp, tại vì chọn 4 bạn mà. Như vậy nó sẽ là phép gì? Đó chính là quy tắc nhân. Đây chính là không gian mẫu. Em hiểu không? Như vậy n của omega của chúng ta là bằng tổ hợp chập 2 của 45 nhân tổ hợp chập 2 của 45. Nếu ta tính kết quả ra luôn thì chúng ta bấm máy tính ra. Nhìn thì biết số lớn rồi đúng không? 45 chip chia 2 nhân 45 chip chia 2 anh em bằng 98.000 980.000 chứ 100. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta xem thử cái biến cố người ta yêu cầu là gì đây. Câu A này. Trong 4 bạn được chọn có ít nhất một bạn nam. Như vậy chúng ta gọi cái biến cố A là cái biến cố này, trong 4 bạn được chọn có ít nhất một bạn nam, nghĩa là một nam, hai nam, ba nam, bốn nam là chúng ta đều lấy cả. Như vậy thì đối với những cái bài mà gọi là có ít nhất một này, có ít nhất một này thì các em sẽ thường là chúng ta sẽ đi tìm biến cố đối. Biến cố đối nghĩa là bây giờ không có bạn nam nào, nghĩa là toàn nữ. Các em hiểu không? Không có bạn nam nào cả. Toàn là nữ không? Trong 4 bạn đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi tìm biến cố đối là trong 4 bạn. Trong 4 bạn được chọn không có bạn nam nào. Không có bạn nam nào, các em hiểu không nào? Nghĩa là toàn nữ thôi. Toàn nữ. Đấy. Như vậy nếu như mà toàn nữ á, nếu mà toàn nữ thì ở trong 4 45 bạn này chúng ta chọn hai bạn đúng không? Là cái gọi là cái gì, cái không gian mẫu, thì ở trong đây có mấy nữ này, trong đây có 20 nữ, chúng ta chọn ra hai nữ thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 20. Trong đây có 24 nữ của lớp 10B, chúng ta chọn ra hai nữ thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 24. Và hai cái hành động này nó cũng sẽ xảy ra liên tiếp, nên chúng ta có là n của a gạch này sẽ bằng là tổ hợp chập 2 của 20 nữ
nhân tổ hợp chập 2 của 24 nữ, nghĩa là toàn bộ là nữ ấy. Các em hiểu không? Như vậy đây 20 shift chia 2 nhân 24 shift chia 2 đây em bằng 52.440. Vậy ta tính xác suất của BA gạch sẽ bằng là 52.440 chia thằng này 980.100 bằng, ta rút gọn thôi, đây nha, nó không chẳng nha, coi ra số thập phân thôi nè, đây nha, như vậy thì nó bằng gần bằng là 0,0554, 0,0554, suy ra là cái b, cái xác suất BA người ta cần tính á, bằng 1 trừ 0,054, đúng không? Thì đây nó cũng sẽ gần bằng 1 trừ 0,054 0,946. Xác suất này rất lớn em, tại vì nó gần gần bằng 1 nè. Hiểu chưa? Rồi ok. Ta rõ chưa? Gặp những cái dạng này thì chắc chắn là người ta sử dụng tổ hợp rồi. Ok. Được không? Em, được chưa? Ta đi xem câu B nha. Rồi. Trong bốn bạn được chọn có đủ cả nam và nữ. Có đủ cả nam và nữ nghĩa là xen kẽ một nam ba nữ, hoặc là ba nữ một nam, hay là hai nam hai hai nữ, nghĩa là cứ xen kẽ vô. Thì bây giờ chúng ta phải gần như gặp trường hợp này, chúng ta sẽ đi tìm biến cô đối. Nghĩa là trong bốn bạn này này, trong bốn bạn được chọn này này, chỉ có nam hoặc là nữ thôi. Nghĩa là nam nam hết, nữ thì nữ hết. Em hiểu không? Chứng tỏ chúng ta sẽ chia thành ba trường hợp. Chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp. Nam nam hết mà nữ nữ hết. Ví dụ như là nữ hết thì nãy chúng ta đã tìm ở trên đây đâu nãy. Nếu mà nữ hết thì chúng ta có cái này. Nếu như ở đây nãy mà chúng ta nữ hết là chúng ta có cái này rồi này. Đây là nữ hết này, bốn bạn nữ này, bốn nữ này. Chúng ta đây là trường hợp thứ nhất là toàn bộ là nữ. Các em hiểu không? Trường hợp 1 này, chúng ta gọi cái bê gạch này là đó chính là cái biến cố mà bốn bạn được chọn. Bốn bạn được chọn chỉ có nam, chỉ có nữ trước ấy, hoặc là nam nữ nữ hết mà nam nam hết, thì cái trường hợp 1 của chúng ta bốn bạn đều là nữ, đều là nữ, thì chứng tỏ cái trường hợp này thì chỗ đây đó chính là cái số phần tử của anh A gạch đây này. Các em hiểu không? Đây đây là bốn bạn nữ này, bốn bạn nữ. Như vậy thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 20 nhân tổ hợp chập 2 của 24. Còn nếu mà trường hợp 2 á, bốn bạn đều là nam, bốn bạn đều là nam, thì ở đây các em nhìn nè, ở trên đây 25 nam, 25 nam chúng ta lấy ra hai bạn nam thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 25, đúng không? Còn ở đây là 21 nam, 21 nam thì chúng ta chọn ra hai bạn thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 21. Nhưng mà chúng ta lấy thằng này nhân với này thì ra trường hợp của gì? Tất cả đều là bạn nam. Như vậy thì tổ hợp chập 2 của 25 nhân tổ hợp chập 2 của 21. Tại vì hai cái hành động này là thực hiện một cách rời rạc, nữ hoặc là nam. Còn khi nào mà và thì nó sẽ liên tiếp, còn hoặc là hoặc cái trường hợp này hoặc trường hợp kia thì chứng tỏ nó rời rạc. Thì chứng tỏ là N của B gạch lấy hai này cộng lại nhân cho C224 cộng C225 nhân cho C2 của 21 bằng. Được chưa? Rồi chúng ta bấm máy tính này, 20 shift chia 2 nhân cho 24 shift chia 2 cộng 25 shift chia 2 nhân ở đây cho 21 shift chia 2 bằng này các em. 115440, đúng không? Như vậy thì cái xác suất của B gạch
sẽ bằng 115440 chia cho n của omega. Đâu rồi, đây 980100. Chúng ta có thể tính ra số thập phân cũng được, cũng không là chúng ta tính xác suất của b thì sẽ bằng 1 trừ cho 115440 trên cho 980100, thì em để như này cũng được, không sao ha. Dù ở đây chúng ta lấy 1 trừ cho đây cho 115440 phần 980100. Đây, ở đây ra số thập phân luôn, không phải không lấy cái này trừ đây ra trên tử thôi, ở đây nó không bằng là 0,882 rồi. Chưa? Bài này chúng ta giải như vậy nha. Quan trọng là thầy tóm tắt ở trên đây này, nhìn nó giống như một cái mê cung nhưng mà thực chất nó rất là dễ hiểu luôn, thực sự là như vậy nha em. Những người nào á nhìn vào cái sơ đồ đó mà không hiểu thì coi như là hỏng rồi, không thể nào mà hiểu được cái bài của thầy được, phải không? Rất là dễ hiểu. Theo thầy là như vậy. Đây, còn cái lời giải chi tiết này em. Ở câu A thì đây, biến cố A gạch rất là dễ rồi. Còn ở đây này, em nhìn nè. Trong bốn mạng được chọn có chỉ bỏ chữ có đi. Chỉ có nam hoặc chỉ có nữ, bỏ chữ có này em nha. Suy ra kết quả thuận lợi biến cố B là ở đây á. Ở đây thì chúng ta hiểu không? Cái này là chọn toàn là nữ này, đây chọn toàn là nam này, nên chúng ta cộng này. Đó. Ok chưa? Rồi. Vậy thôi. Ta sẽ đi sang là bài cuối cùng. Đó chính là cái bài số 9 các em nha. Bài số 9. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 9 nha, bài số 9. Thì đây, trong hộp có 5 bông xanh, hộp, đây một hộp thôi ha, 5 xanh này, 6 đỏ, các em khi làm các em tóm tắt giống như thầy vậy anh em, thì cái bài mình trở nên nó rất là dễ dàng, chứ đọc mà các em không có chịu tóm tắt này nọ thì cái đầu óc của mình nó lùng bùng lắm em. Và 2 bông vàng, 2 vàng, rồi ok, tổng cộng này mấy, 5 cộng 6, đây cộng ở đây lại. Để nó, chúng ta ra được tổng số lượng của bóng á, 5 6 11, đây là 13, tổng cộng đây là 13 này, xem thử người ta lấy bao nhiêu để chúng ta tổ hợp ha. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau, lấy 2 quả bóng từ hộp. Như vậy ở đây trong 13 này chúng ta sẽ lấy ra 2 quả, đúng không? Trong 13 quả này người ta lấy ra 2 quả thì chứng tỏ nó sẽ là tổ hợp chập mấy, tổ hợp chập chập 2 của 13. Lấy 2 quả bóng từ hộp xem màu xong ấy nè. Ví dụ như ra lấy ra một quả xanh một quả đỏ đi, ta xem xong ta trả lại, rồi lại lấy tiếp một quả bóng từ hộp nữa. Ồ, vậy chứng tỏ là hai lần lấy hai quả từ 13 quả này thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 13. Sau đó xem xong, xem cái đã, xem màu nó là màu gì, sau đó chúng ta trả lại, tiếp tục lấy ra một quả nữa từ 13 quả này, tiếp tục một quả từ 13 quả này thì tổng cộng ta lấy mấy lần? Hai lần và tổng cộng là 3 quả. Như vậy thì nó lấy một quả từ 13 quả này ra nữa thì nó sẽ là tổ hợp chập 1 của 13, và hai hành động này xảy ra liên tiếp nên nó sẽ là nhân. Như vậy thì n của omega ở đây thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 13 nhân cho tổ hợp chập 1 của 13 sẽ bằng. Các em hiểu nè. Lấy hai quả ra trước từ 13 quả này, không biết là cứ xanh đỏ hay là đỏ vàng hay là vàng xanh những gì đấy, kệ, không biết, không cần thiết, nó không theo một trật tự nào cả mà, thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 13. Sau khi xem xong bỏ vô hợp lại thì nó vẫn là đủ 13 trái, tại vì bỏ lại mà chứ đâu phải là không bỏ đâu. Nếu không bỏ thì bây giờ lúc này cái hộp nó sẽ là 11 quả chứ không phải là 13 quả. Nhưng sau khi chúng ta xem xong ta bỏ lại thì nó vẫn còn y nguyên là 13 quả chứ không phải là 11 quả. Sau đó chúng ta lấy một quả ra từ 13 quả này thì nó chính là tổ hợp chập mấy, chập 1 của 13, mà hai hành động này xảy ra một cách liên tiếp nên nó sẽ là thực hiện quy tắc nhân. Nhưng mà bây giờ chúng ta tính cái tổ hợp này ra thì bằng bao nhiêu nha. 13 chia 2
nhân cho 13, shift chia 1, cái này bằng 13 đúng không? 1014. Cách chọn theo đúng yêu cầu người ta. Nhưng mà bây giờ câu A này, ba bóng lấy ra cùng màu. Cái biến cố A, ba bóng lấy ra cùng màu. Ta gọi cái biến cố A này là ba bóng lấy ra cùng màu nha, nhớ là cùng màu nha. Cùng màu thì ở đây chắc chắn nó sẽ xảy ra các trường hợp nào? Một là xanh hết, ba quả này là xanh hết. Hiểu không? Ba quả này xanh hết. Đó. Như vậy thì ba quả màu xanh, ba quả màu đỏ và ba quả màu vàng. Được không? Bây giờ ba quả màu xanh nhưng mà lấy hai lần, chứ không phải là chúng ta lấy là tổ hợp chập 3 của 5 là kem sai ngay, sai mà phải lấy theo đúng trình tự đây, hai quả trước và một quả sau. Cái hành động này thực hiện trước và hành động này thực hiện sau, tại vì lấy ra xem mới đã. Như vậy thì bây giờ này, ba quả màu xanh thì lấy hai quả màu xanh trước, như vậy tổ hợp chập 2 của 5 bỏ vô lại, sau đó lấy một quả nữa thì hành động này cũng là thực hiện liên tiếp, như vậy tổ hợp chập 1 của 5. Nếu mà ba quả đỏ thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 6, là lấy hai quả trước này nhân cho, bây giờ lấy một quả ra nữa trong 6 quả này tiếp đó, hiểu chưa? Hai vàng. Một số người sẽ thắc mắc, ủa sao đây có hai quả vàng mà sao thầy lại lấy là ba quả vàng? Không phải, xin lỗi các em, như này, đầu tiên lấy ra hai quả thì hai quả ở đây đúng hai quả màu vàng luôn, xem cái đã rồi bỏ lại nữa, rồi lấy tiếp lần nữa lại một quả màu vàng, chứ không phải là lấy cùng một lúc ba quả mà lấy hai quả bỏ vô sau đó lấy ra, hiểu chưa? Như vậy thì cái anh màu vàng này, cái anh màu vàng này thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 2 và tổ hợp chập 1 của 2. Như vậy lấy đây là ba hành động rời rạc, tại vì hoặc thằng này ba quả xanh hoặc là đỏ hoặc là vàng thì chúng ta sẽ lấy mấy này cộng lại, cái hiểu nào? Như vậy n của a này nó sẽ là gì? C25 nhân cho C15 cộng C26 nhân cho C16 cộng ở đây cho C22 nhân cho C12. Như vậy n của a này bằng, rồi bây giờ chúng ta tính, dùng máy tính ta bấm ra. Rồi bấm luôn cho em xem luôn nha. Ủa gì vậy? Gì nghe? Ủa sẽ bấm lên. Ồ hết pin rồi sao? Gõ lên này, chắc là quay xong chương trình lớp 10 nó cũng muốn đai luôn hay sao này. 5 shift chia 2, bữa nay dạy chương trình cấp 3 này mà nó không có cái máy tính này thì thôi bó tay chấm cơm luôn anh em, chấm mắm ruốc luôn. 6 shift chia 2 nhân 6 shift chia 1, có máy tính thì bấm tổ hợp nhanh cho nói, mà tính theo công thức tổ hợp thì thôi rồi lâu thôi, lâu lạy luôn anh em này. Ấy, 1, rồi 142 nha. Như vậy xác suất của cái biến cố này sẽ 142 trên cho 1014. 42 chắc là chia 2 được, rút gọn được ha. 142 phần 014 71. 71 phần 507. Xong. Các em nhìn vô thử nè, nhìn thử có hiểu không? Ý là các em có hiểu hay không? Quan trọng là thầy giảng hay có hiểu hay không ấy. Chứ còn việc chép là không quan trọng, quan trọng là mình hiểu hay không, tại sao nó ra được cái này này, cái số liệu 142 này, cái đó mới là cái quan trọng em. Rồi tiếp tục câu B này, bóng lấy ra hai lần, bóng lấy ra hai, thầy nói bóng lấy ra lần hai là bóng xanh, lần hai bắt buộc nó phải là bóng xanh. Thì các em tiếp tục nhìn ra đây, đúng không? Bóng lấy ra lần hai là bóng xanh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, bóng xanh của chúng ta là 5, thì chắc chắn lần hai thì nó sẽ có 5 cách chọn rồi. Lần hai thì nó sẽ có 5 cách chọn, tại vì toàn bộ nó là 5 bóng xanh, mà trong đây chỉ có 5 quả bóng xanh thì chỉ có 5 lần thôi. Em hiểu không? Hay nói cách khác là lần 2 thì nó sẽ là tổ hợp chập 1 của 5 rồi đấy. Nói vậy cho nó nhanh, đúng không? Hiểu không? Hiểu cái lần 2 không? Bây giờ chúng ta lần 2 nha. Bây giờ sau đó chúng ta sẽ có lần 1. Cái lần 1 của chúng ta, lần 1 chúng ta lấy mấy quả? Lấy 2 quả. Lần 1 này, lần 2 này,
thầy khoanh to ra để em thấy này, lần 1 này, lần 2 này. Lần 1 chúng ta lấy 2 quả, trong bao nhiêu quả? 13 quả, nó vẫn là 13 quả. Như vậy thì lần 1 chúng ta sẽ là C2 của 13. Lần 2 chúng ta là lấy toàn bộ bông xanh, mà trong đây có 5 quả bông xanh, lấy 1 quả thì chúng ta sẽ có tổ hợp chập 1 của 5. Xong, số phần tử. Được không? Như vậy thì câu B này, NB của chúng ta ở đây sẽ là C2 13 nhân ở đây C1 5. Toàn bộ lần cái lần 2 toàn bộ bông xanh hết. Rất là đơn giản. Nhân 390. Như vậy thì cái xác suất của B sẽ bằng 390 chia phải nào? Ta chia cho cái omega đó chính là 101414. Năm phần 13 đi. Câu C. Em hiểu không? Hiểu chưa? Nó cũng 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 không gọi là quá khó. Có đúng nè. Rồi. Ở đây là ba bóng lấy ra có màu khác nhau. Ba màu khác nhau ở đây là có thể là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, là nó đều có cả. Em hiểu nè. Thì ở đây á, chúng ta cũng có khả năng tìm biến cân đối, nghĩa là ba bóng lấy ra cùng màu đấy. Nếu như vậy thì cái câu A này này nó chính chính là biến cân đối, câu A này chính là biến cân đối của cái anh C này, tại vì đây là ba bóng lấy ra có ba màu khác nhau, thì ở đây là ba bóng lấy ra cùng màu. Em hiểu không? Hiểu chưa? Nhưng mà ở đây á, ở đây thì chúng ta nếu như mà lấy cùng một lúc mà một lần á thì thằng này sẽ là biến cân đối. Tuy nhiên lấy tới hai lần thì chúng theo thầy thì chúng ta nên chia trường hợp ra. Chúng ta chia trường hợp ra các em nha. Ở đây chúng ta sẽ có các trường hợp sau này. Đầu tiên chúng ta lấy lần một á, cái lần một trường hợp một, lần một cái lần một chúng ta lấy hai quả đúng không? Ở đây các em sẽ lấy là một xanh và một đỏ. Lần 2 thì các em sẽ lấy là một vàng, một xanh, một đỏ, một vàng, đầy đủ hai lần trường hợp 1. Trường hợp 2 là lần 1, bây giờ chúng ta không lấy một xanh một đỏ nữa mà chúng ta sẽ lấy là một một xanh một vàng. Còn cái lần 2 á, lấy một bóng thì các em sẽ lấy một đỏ. Và cái lần 3 cứ lấy xen kẽ thôi em. Cái lần 3 thì lần 1 của chúng ta là không một xanh nữa, một vàng, một đỏ. Và lần 2 của chúng ta sẽ là một xanh. Chúng ta căn cứ ở đây để chúng ta viết này. Trường hợp 1 này, trường hợp 2 và trường hợp 3. Trường hợp 1 là lần 1 ở đây á là một xanh một đỏ, lần 2 là một vàng. Thì cứ dựa vào đây để viết này. Ví dụ như lần 1 là một một xanh. Một xanh thì tổ hợp chập 1 của 5 nhân cho đây một đỏ là gì? Tổ hợp của một chập 6. Đúng không? Em hiểu không? Còn cái anh một vàng này là tổ hợp chập 1 của 2, là xong cái lần 1. Là ba lần này liên tiếp chắc chắn là nó sẽ là quy tắc gì? Quy tắc nhân. Còn ba trường hợp này chắc chắn sẽ là quy tắc cộng. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây này. NC 1 ở đây là sẽ là một xanh, sẽ là một năm nhân một một đỏ là một sáu và nhân cho một vàng một hai cộng. Bây giờ trường hợp thứ hai là một xanh một vàng, một xanh cũng là C một năm nhân vàng ở đây là C một hai nhân ở đây C mấy, lần hai là một đỏ là C một sáu đúng không? Em hiểu không? Và cái trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba là một vàng một đỏ một xanh, một vàng là C một hai nhân cho một đỏ là một sáu và nhân ở đây cho gì một năm bằng. Em thấy ba này cũng tính tính ra nó như nhau rất là đâu em, có đúng không? Ba này như như nhau. Ta
ba thằng này như nhau nên chúng ta tính một thằng thôi, nhân cho ba nha. 5 ship chia 1 nhân 6 ship chia 1 nhân 2 ship chia 1 60. 60 em nhân cho 3 thì 3 cái giống nhau 180. Như vậy thì xác suất của B C ở đây sẽ 180 chia ở đây cho 1014. Ba mươi phần 169 nha. Được chưa? Đó. Nhìn vào giống như cái rừng Amazon nhưng mà nói chung nó cũng dễ hiểu chứ cũng không khó đâu em. Được chưa? Đấy thế nào. Và thì ở đây thầy đã chuẩn bị sẵn cái đáp án này. Tìm cái n của omega không gian mẫu trước này. Thấy chưa? Đây em. Em nhìn câu B. Màu xanh em. Trong màu cam. Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt, bye bye nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp em. Đấy, đẹp luôn.